Sáng nay tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề Tiếp sức hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức lần thứ tư với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và hơn 300 nông dân tiêu biểu. Hội nghị được diễn ra trong thời điểm cả nước đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời, đây cũng là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng với mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Những vấn đề chính được kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến tháo gỡ, định hướng phát triển trong hội nghị lần này là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm cho giá vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi đầu ra của nông sản gặp nhiều khó khăn. Nông dân cần được hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản, vấn đề liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản, tránh việc phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp. Vấn đề xuất khẩu nông sản cần đẩy mạnh chế biến tinh, vấn đề sản xuất theo tín hiệu thị trường, tránh tình trạng được mùa, mất giá. Định hướng nông dân tham gia cổ phần hóa bằng đất, thúc đẩy việc khởi nghiệp trong nông nghiệp, làm chủ vấn đề đầu vào của một số loại giống cây, vật nuôi chủ lực, vật tư nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh trực tiếp đối thoại với nông dân để tháo gỡ những khó khăn phát triển nông nghiệp tại địa phương trong khoảng thời gian tháng 10, tháng 11 năm 2022.